Cuộc đời chéo ngoe của dàn sao Cuộc phiêu lưu của hai lúa sau 15 năm. Mai Phương chân chuyên đường đời nhưng luôn sống tích cực, rời cõi tạm khi mới 35 khiến đồng nghiệp đau buồn, khán giả tiếc thương. Cái suy nghĩ nó chỉ đơn giản là bây giờ cứ phải đi, đi đi đã, rồi thế nào cuối đường nó cũng phải có cái hướng để mình ra, chứ bây giờ mình không thể tính được. Người cha già 66 tuổi vẫn khỏe mạnh vững vàng, tự lái xe hơn 200 km đi diễn đều đều. Nghệ sĩ Xuân Hương cả đời khổ vì đàn ông, hết chồng đến con, tuổi 69 cô đơn một mình. Cuộc phiêu lưu của hai lúa đã ra mắt khán giả từ năm 2009, quy tụ những ngôi sao có diễn xuất đỉnh cao lúc bấy giờ. Tính tới nay đã được 15 năm, dàn sao của phim đã có rất nhiều thay đổi, thậm chí có người vẫn còn nhưng có người đã mãi mãi ra đi. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam vốn là một kép giỏi trong đoàn cải lương Kiên Giang, chuyên gắn liền với hình ảnh người nông dân chân chất, mộc mạc, hài hước và rất nam bộ. Ông không hề che giấu mà nhận luôn rằng mình xuất thân từ nông dân nên mọi việc như cuốc đất, làm ruộng, trèo ghe đều có thể làm được. Vậy nên vào vai nông dân với ông không khó khăn gì. Sau thành công của vai hai lúa trong phim, ông còn ghi dấu ấn ở nhiều vai diễn khác nữa. Nghệ sĩ được đồng nghiệp kính trọng, gia đình hạnh phúc, sống chung ba thế hệ vẫn hòa thuận, vui vẻ. Ở tuổi 66, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam vẫn giữ được sức khỏe tốt, ông có thể tự lái xe quãng đường hơn 200 km từ quê nhà Kiên Giang lên thành phố Hồ Chí Minh đi diễn, đóng phim. Ngoài ra, ông từng giữ chức trưởng đoàn nghệ thuật cải lương nhân dân Kiên Giang trong nhiều năm. Mai Phương. Mai Phương là nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng nhưng đoàn mệnh gây xót thương rất nhiều. Cô tham gia Cuộc phiêu lưu của hai lúa khi đang mắc bệnh nặng. Dù vậy cô vẫn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tất cả cảnh diễn. Cô gây ấn tượng vì hình ảnh luôn tươi cười vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Dù cuộc đời chẳng mấy vui, tình yêu dang dở, phải nuôi con một mình, mắc bệnh cô vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan nhất có thể. Chính nhờ sự tươi sáng này mà nữ diễn viên càng được đồng nghiệp và khán giả yêu quý. Giữa thời gian chữa bệnh, hễ sức khỏe tốt lên là cô lại đi đóng phim. Dù luôn nỗ lực, luôn vươn lên nhưng cuối cùng Mai Phương vẫn không thể chiến thắng số phận. Cô rời cõi tạm khi mới 35 tuổi, để lại con gái nhỏ La Vi lại một mình. Hoàn cảnh và số phận của nữ diễn viên khiến ai nghe tới cũng đau lòng, xót xa. Tuy nhiên, con gái của Mai Phương cũng thừa hưởng tính cách vui tươi, lạc quan của mẹ. Bé cũng trưởng thành trong tình yêu thương của bạn bè nữ diễn viên và hai bảo mẫu, Xuân Hương. Nghệ sĩ Xuân Hương đã quá quen thuộc với khán giả với nhiều tiểu phẩm đóng cùng chồng cũ Thanh Bạch thời cả hai còn là vợ chồng và hai kết đôi trên các sân khấu. Thế nhưng năm 2006, cặp đôi tuyên bố ly hôn và Xuân Hương đã tiết lộ nhiều chuyện kinh hoàng trong quãng thời gian cả hai bên nhau khiến khán giả nghe mà choáng. Dù vậy, sau khi ly hôn, con trai của cả hai lại theo bố mà bỏ lại mẹ một mình không hề liên lạc lại từ đó đến nay. Hiện tại đã ở tuổi 69, Xuân Hương vẫn đang sống một mình trong ngôi nhà cũ của bố mẹ ruột tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc tới cuộc đời mình, nữ nghệ sĩ tâm sự cả đời bà khổ vì đàn ông, hết chồng lại đến con. Hiện đang sống một mình nên bà cũng đã chuẩn bị sẵn cho sự ra đi, tâm sự của nữ nghệ sĩ khiến ai nghe cũng xót, Trung Dân. Nghệ sĩ Trung Dân có rất nhiều kỷ niệm khi quay bộ phim này như ngồi trên xe thì sập cầu, rơi tóc giả, thế nên đây cũng là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của ông. Cho đến nay, nghệ sĩ này đã có gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều vai trò từ diễn xuất đến đóng hài kịch, dẫn chương trình. Ở tuổi U60, ông vẫn chạy xe cút đi làm, không ít lần bị người ta dè bỉu nhưng ông luôn để ngoài tai. Ông thừa nhận dù là gương mặt quen thuộc nhưng cát xê của mình không cao, chỉ đủ để thấy đáng bỏ công sức ra thôi. Nghệ sĩ Trung Dân có cuộc sống bình dị bên vợ, ông có 3 người con gái đầu đã lấy chồng và định cư ở Úc, 2 con gái nhỏ đang tuổi học hành.